Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 426 anh em nhé. Mà trên bầu trời, ánh sáng của Nhật Nguyệt Thần Châm vẫn đang lập lòe, đang tiếc là địch nhân đã trốn ra khỏi phạm vi dò xét của Nhật Nguyệt Thần Châm. Mắt thấy cả đám thuộc hạ của mình đều sinh lòng hoạt hổ, lại nhìn vào kim ngân song sắc ánh sáng đang sao thỏa trên bầu trời, trong lòng của Bạch Hổ công tước nhất thời hiện ra trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Là ai? Đến tuột cùng là ai cứu giúp ta trong cơn nguy khốn là ai? Bạch Hổ công tước ngơ ngác đứng đó một lúc lâu không lên tiếng. Tình huống của Bối Bối và Từ Tâm Thạch lúc này có một chút hỏng bét. Sau khi ta ngộ đội lục soát của Minh Đô, hai người không thể không ngạnh xông ra ngoài. Nếu không, bọn hắn căn bản không cách nào giải thích rõ ràng thân phận của chính mình. Hơn nữa, hình dạng của bọn hắn cũng không giống với người của đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng bọn hắn xông qua được một chi vệ đội lại hấp dẫn tới càng nhiều địch nhân. Cho tới giờ khắc này, Bối Bối và Từ Tâm Thạch mới biết được danh xưng đệ nhất thành phố không tưởng thành ở trên thành phố đại lục này đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù xung quanh là từng bức tường nhà đổ vỡ, thế nhưng mà một vài loại phòng ngự hồn đạo khí vẫn như cũ ở khắp mọi nơi, nhưng càng thêm đáng sợ vẫn là hồn đạo khí trinh sát ở trên không trung. Mặc dù đẳng cấp của chúng cũng không cao, thế nhưng những kiện hồn đạo khí trinh sát cấp thấp này lại vô cùng thực dụng, một mực lơ lửng ở theo sát bọn hắn ở vài trăm mét ở trên không trung. Có hồn đạo khí trinh sát chỉ dẫn, một đội tiếp một đội binh sĩ của đế quốc Nhật Nguyệt không ngừng tiến hành bảo vệ chặn đánh bọn hắn. Dù thực lực của hai người không yếu, thế nhưng cũng là ngàn cân treo sợi tóc, mà cũng bởi vì bọn hắn chống cự mãnh liệt, bắt đầu có hồn đạo sư xuất hiện ra chặn đường bọn hắn. Mà lúc này phạm vi xung giá Minh Đô ở phía tây vẫn còn khoảng cách quá xa. Càng lang tâm tình của Bối Bối và Từ Tâm Thạch hạ thấp chính là thương thế chưa khỏi hẳn của bọn hắn bắt đầu càng lúc càng ảnh hưởng đến thực lực của bản thân. Kim quang lóe lên, Phú Hạo và Vương Đông Nhi một lần nữa cảm giác được một mặt đất dưới chân mình. Hai người đều hơi thích nghi ra một chút mới từ từ trong cảm giác choáng váng tỉnh lại. Vũ Hạo ôm lấy Vương Đông Nhi, theo bản năng lập tức mở ra tinh thần tham trác. Điều đầu tiên làm Vũ Hạo cảm thấy vui mừng chính là trạng thái thân thể của mình. Lúc trước vì cứu trợ Bạch Hổ thân vệ, hắn và Vương Đông Nhi đều suýt nữa kiệt lực, mà lúc này hắn lại phát hiện ra bản thân chẳng những tinh lực dồi dào, trạng thái thậm chí càng tốt hơn so với trước kia. Ngay cả hồn lực ở trong cơ thể giống như cũng có một chút tiến bộ, tinh thần lực lượng cũng trở nên càng thêm cố động. Thế nhưng mà ngay sau đó sắc mặt của Vũ Hạo liền đại biến, kinh hồ một tiếng. Làm sao vậy? Nghe hắn kêu lên một tiếng như vậy, Đông Nhi lúc này tự nhiên cũng khẩn trương. Vũ Hạo một mặt đau lòng lên tiếng, Nhật Nguyệt Thần Châm của ta vẫn còn trong tay Bạch Hổ công tước, nó chính là một kiện đỉnh cấp hồn đạo khí cấp 9. Nếu không phải Tịch Thủy Minh muốn lôi kéo ta, chỉ sợ cũng không thể nào khiến cho bị Thái tử điện hạ để tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm lấy đi ra đâu. Hắn thông minh đến cỡ nào có chứ? Ban đầu ở giải đấu Minh Đô Hồn Sư tinh anh, hắn đã lầm tương đoán ra được nguyên nhân tinh không đấu la xuất hiện Nhật Nguyệt Thần Châm, quyết định thắng bại của cuộc so tài vẫn là chiến đấu. Mà đám tà hồn sư của Tịch Thủy Minh đều biết tà phu hồn kỳ dị của hắn có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Dùng hồn đạo khí cấp 9 cộng thêm định trang hồn bảo đàn pháo cấp 9 để thu mua hắn, kỳ thật cũng chỉ là vì tăng cường thực lực của Thánh Linh Giáo. Thực tế chứng minh, Thánh Linh Giáo dự đoán thực lực của Vũ Hạo cũng vô cùng chính xác. Cho dù là Diệp Cốt Y có loại phu hồn thiên sứ cường đại xuất hiện, Vũ Hạo vẫn đạt đường thắng lợi cuối cùng. Về phần Diệp Cốt Y, lúc này nàng tương đối đáng thương. Vũ Hạo ban đầu đưa nàng vào bên trong vong linh bán vị diện của hắn, chuẩn bị khi trận đấu kết thúc bản thân đã thoát hiểm thì khả năng ra ngoài. Thế nhưng mà ai biết được đột nhiên xuất hiện ra tình huống càn khôn vấn tình cốc lại có thể ngăn cách liên hệ giữa hắn và vong linh bán vị diện, cũng chỉ có thể để Diệp Cốt Y ở trong đó lâu một chút. Đương nhiên Vũ Hạo vẫn khá chắc chắn đối với sự an toàn của Diệp Cốt Y. Vong linh bán vị diện là do Y Lão chuyển cho Vũ Hạo, thân là lão sư, thời điểm Y Lão các từ đem tặng vong linh bán vị diện cho Vũ Hạo, liền đem chìa khóa khống chế vị diện cho hắn. Mặc dù thực lực của Vũ Hạo còn xa xa không đạt được cảnh giới triệt để khống chế hoàn mỹ kết hợp với vong linh bán vị diện, thế nhưng phân xa một khu vực an toàn vẫn là không có vấn đề gì cả. Mất đi Nhật Nguyệt Thần Châm thật sự khiến Vũ Hạo đau lòng. Có thứ đồ chơi này, với thực lực vũ hồn song sinh của hắn, trong tương lai chỉ cần đạt tới cấp bậc hồn đấu la là có thể sử dụng. Nó chính là một kiện hồn đạo khí cường đại đến nỗi ngay cả siêu cấp đấu la cũng phải kiêng kỵ. Ngươi đau lòng thật sao? Vương Đông Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn vào hắn. Vũ Hạo ngẩn người. Ta không nên đau lòng sao? Vương Đông Nhi buột miệng cười, ôm lấy cánh tay bao trùm kim loại hiếm của hắn lên tiếng. Dù sao cũng không phải cho ngoại nhân. Vẻ mặt của Vũ Hạo lập tức trở nên hơi cổ quái, hồi tưởng đến từng màn phát sinh lúc trước, hắn đột nhiên phát hiện ra hận ý của bản thân đối với người này lại rõ ràng có chiều hướng suy yếu. Bản thân vốn nên cực kỳ kiêu thị hắn, thế nhưng khi mà thân ảnh cao lớn ấy vì bảo vệ thuộc hạ của chính mình mà dứt khoát lưu lại, khiến trong lòng của Vũ Hạo tràn đầy ý niệm khâm phục tôn kính. Không, ta sẽ không tha thứ cho hắn, trong lòng của Vũ Hạo dùng sức nói với bản thân. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Châm là cho hắn, trong lòng của mình giống như cũng thật sự không đau lòng. Cho thì cho vậy, tối thiểu có Nhật Nguyệt Thần Châm nên có thể bảo đảm được an toàn của hắn, để hắn không dễ dàng bị địch nhân giết chết còn chờ ta trở về báo thù. Nghĩ như vậy, Vũ Hạo lập tức cảm thấy bản thân đã thông suốt, biểu hiện trên mặt cũng khôi phục lại bình thường. Đúng lúc này, âm thanh bình thản lại lần nữa vang lên khiến cho tinh thần của Vũ Hạo và Vương Đông Nhi trở nên có chút nhạy cảm. Quá mức mạo hiểm bắt đầu,
đầy bụng mạo hiểm cứu vớt, lại là cứu vớt. Có điều ngay sau đó sắc mặt của ông Vạo lập tức trở nên ngưng trọng. Các người hiện tại đang ở phía tây của Minh Đô, Bối Bối và Tử Tam Thạch đang phá vây về phía này, cứu bọn họ thoát hiểm cảnh, đồng thời trở về bên trong Tây Sơn mới xem là mạo hiểm thành công, mạo hiểm thất bại, trừng phạt là tử vong. Đồng thời Bối Bối và Tử Tam Thạch cũng sẽ chết. Quá mức mạo hiểm bắt đầu. Đại sư huynh và Tam sư huynh lại đang tiến hành quá mức mạo hiểm bên trong Minh Đô. Lúc này Minh Đô là địa phương nguy hiểm đến cỡ nào, nhất thời khiến trong lòng của ông Vạo hoảng sợ một trận, đồng thời cũng rất là phiền muộn. Bởi vì càn khôn phấn tình không gợi ý cho bọn hắn thật sự là quá ít. Nó chỉ nói có thể cho mình và Đông Nhi cứu người, nhưng lại căn bản không cho có thêm vị trí chính xác. Nói một cách khác, bọn hắn trước tiên còn phải tìm ra Bối Bối và Tử Tam Thạch mới được. Hơn nữa còn phải xông ra trùng vây. Chuyện này khó khăn đến mức nào cơ chứ? Có điều lúc này Vũ Hạo đột nhiên có một chút cảm giác kỳ dị. Hắn kinh ngạc phát hiện ra khí tức vô hình của càn khôn vấn tình công một mực áp chế hắn, tự hồ là có biến hóa. Mà phần biến hóa này mang tới chỗ tốt chính là hắn có thể liên hệ với vong linh bán vị diện của bản thân. Có thể liên hệ với vong linh bán vị diện cũng có nghĩa là hắn có thể vận dụng sức mạnh mà Y Lai Các Tư cho mình. Đồng thời còn có Vũ Hạo giữ chặt hai tay của Vương Đông Nhi, miệng niệm chú ngữ, ánh sáng lóe lên, hai người lập tức tiêu thất ở trong hư không. Ngay sau đó một thế giới rất lạnh âm lãnh lập tức hiện ra trước mặt của bản hắn, chính là vong linh bán vị diện của Vua Hào. Vong linh bán vị diện do tử linh thánh pháp thần vong linh thiên tai Y Lai Các Tư sáng tạo ra, đúng là không tầm thường. Vua Hào vừa tiến vào nơi này lập tức liền cảm giác khống chế của càn khôn vấn tinh cốc đối với chính mình giống như biến mất. Nói một cách khác, hắn chỉ cần ở chỗ này hắn có thể không bị càn khôn vấn tinh cốc ảnh hưởng. Đáng tiếc là hắn căn bản không thể nào một mực trốn ở nơi này. Vua Hào thầm than một tiếng, càn khôn vấn tinh cốc thật sự là quá xảo hoạt. Nó phát ra nhiệm vụ là để cho mình cứu vớt đại sư huynh và tam sư huynh, cũng vì vậy mà buông lỏng một chút trói buộc đối với bản thân. Tiến vào phong linh bán vị diện đúng là có thể không chịu đến ảnh hưởng, thế nhưng vấn đề ở đây là hắn có thể mặc kệ đại sư huynh và tam sư huynh, mang theo Đông Nhi cứ như vậy mà chạy trốn sao? Điều này hiển nhiên là không thực tế. Người xuất cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi là đồ lừa đảo. Âm thanh có một chút oán giận vang lên. Ngay sau đó một bóng người màu vàng hiện ra, vẻ mặt thanh tú động lòng người nhưng tràn đầy tức giận của Diệp Cốt Y xuất hiện trước mặt của Vũ Hào. Diệp Quốc Y đúng là cô gái vô cùng phẫn nộ. Sau khi Vũ Hạo dùng thực lực đánh bại nàng, nàng đối với thuyết pháp của hắn đã tin tưởng hơn phân nửa. Sau đó Vũ Hạo liền đem nàng dẫn tới nơi này, địa phương tràn đầy sinh vật vong linh buồn nôn. Cũng không biết hắn làm như thế nào, thế nhưng sinh vật vong linh lại không đến gần phía nàng. Nhưng vô luận như thế nào, đối với người có được vuôn thần thánh thiên sứ như nàng mà nói, khí tức của vong linh vị diện thật sự là làm người ta rất buồn nôn và khó chịu. Vũ Hạo lại đi lâu đến như thế, Diệp Quốc Y không nghĩ một lần muốn đi xử lý một vài sinh vật vong linh để bản thân phát tiết với cái thế giới buồn nôn này. Nhưng mà nàng cũng biết sinh vật vong linh nơi này không giống bình thường, tiêu diệt những sinh vật vong linh tràn ngập khí tức quang minh này căn bản sẽ không trả lại cho nàng bất kỳ lực lượng nào, càng sẽ không tăng cường cho bản thân nàng. Hơn nữa nhìn về phương xa lại thấy được cả một đại quân vong linh không thấy điểm kết thúc, coi như nàng tin vào thực lực của bản thân cũng không có khả năng thật sự đi cứng đối cứng với chúng. Chờ đợi thật lâu, suốt cuộc đã đợi được Vũ Hào, nàng không phát tiết mới là lạ. Vũ Hào ai nấy lên tiếng, thật có lỗi Diệp Quân Y, chúng ta gặp một chút tình huống đặc biệt, ta lập tức mang người ra ngoài. Có điều sau khi ra ngoài còn muốn nhờ người giúp một tay, bằng hữu của chúng ta đang ở trong Minh Đô, chúng ta phải đi tiếp ứng bọn hắn chạy ra. Diệp Quân Y hừ lạnh một tiếng rồi nói, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Ngươi là một tên tà hồn sư đáng ghét, ta còn không biết rõ ràng tình huống của ngươi đấy. Vũ Hào có một chút bất đắc dĩ nói, tùy ngươi đi, dù sao ta đây tới đây chủ yếu cũng chỉ là thả ngươi ra. Nếu như ngươi không nguyện ý giúp chúng ta, vậy thì ngươi cứ rời đi trước, bên ngoài rất là nguy hiểm, đến đây đi. Dứt lời hắn nâng tay phải lên, chú ngữ tối nghĩa khó hiểu không ngừng từ trong miệng của hắn vang lên. Một tầng hào quang màu xám kỳ dị đó đem ba người ôm trọn ở bên trong. Mặc dù trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Quân Y vẫn hiện ra vẻ căm ghét, thế nhưng cuối cùng lại không có né tránh. Hơn nữa nàng bắt đầu nhìn chằm chằm vào Vương Đông Nhi bên cạnh Vũ Hào. Một thân trang phục màu trắng của Đông Nhi đem thân thể mềm mại của nàng phác họa ra cực kỳ hoàn mỹ. Mặc dù từ dáng người nhìn lại Thu Nhi so với nàng còn có vẻ hơi ngây ngô, thế nhưng chính phần ngây ngô này khiến cho vẻ đẹp của nàng càng tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Mái tóc dài màu phấn lam xõa sau gáy, đôi mắt to tròn cùng với màu với mái tóc phẳng phất như là hai viên đá quý đẹp nhất trần gian vậy. Dáng vẻ yêu kiều cười khẽ khiến cho Diệp Quân Y cho dù luôn luôn tự tin vào đối với dung mạo của bản thân cũng đều nhìn đến ngây ngẩn. Có điều nàng cũng không ngây người quá lâu, bởi vì ngay sau đó cả ba liền biến mất trong màn sáng vặn vẹo. Khí tức vong linh mà phàm khiến cho Diệp Quân Y bừng tỉnh từ cảm giác ngây người. Nàng mặc dù rất chán ghét loại khí tức này, thế nhưng lại không thể nào không tiếp nhận nó trong khoảng 10 giây để nó mang theo nàng một lần nữa trở về thế giới quen thuộc.
Lúc này vẫn là ban đêm, ánh sáng trăng lúc này ở trên bầu trời Minh Đô chiếu xuống từng tòa công trình kiến trúc cao lớn phía xa, cho dù là khoảng cách nhất định cũng vẫn có thể thấy rõ sáng. Vợ lóng lòng đi cứu Bối Bối và Từ Tâm Thạch, cũng không để ý tới Diệp Quân Y, lôi kéo Vương Đông Nhi ngay lập tức chạy về phía Minh Đô. Này, ngươi còn không nói rõ ràng đấy. Thân hình của Diệp Quân Y lóe lên lập tức đuổi theo, cản trở trước mặt của Vũ Hạo. Vũ Hạo sầm mặt lại, trầm giọng nói: tránh ra, ta phải đi cứu người. Nếu như ngươi lại dám ngăn cản ta, chỉ là địch nhân của ta. Mặc dù ta cho rằng Vũ Thiên Sứ của ngươi là năng lực rất có lợi cho việc đối kháng Tà Hồn Sư trong tương lai, nhưng mà ta cũng đồng dạng không ngại đem ngươi biến thành sinh vật vong linh chân chính. Tránh ra! Dứt lời, Vũ Hạo lúc này trong nháy mắt kim quang đại phóng, tinh thần lực lượng cường đại giống như là phù thiên cái để ép về phía Diệp Quân Y. Ngươi hung hăng cái gì vậy? Diệp Quốc Y giật nảy cả mình. Dù sao trước đó Vũ Hạo đã từng đánh bại nàng, đồng thời khiến nàng khắc sâu ấn tượng. Lúc này nhìn vào sắc mặt ngưng trọng và khí thế bức người của hắn, nội tâm không khỏi có một chút khiếp sợ. Vũ Hạo cũng không dành để ý tới Diệp Quốc Y, lôi kéo Vương Đông Nhi đi vòng qua nàng, triển khai toàn bộ tốc độ chạy như điên về phía Minh Đô. Nhìn vào bóng lưng của hắn và Vương Đông Nhi, Diệp Quốc Y oán giận dậm chân nhưng cuối cùng vẫn là đi theo. Này, chờ ta một chút, ta giúp các người đi cứu người, nhưng sau khi cứu người, ngươi phải nói rõ ràng cho ta biết năng lực tà hồn sư của ngươi đến tới cùng là chuyện gì. Vương Đông Nhi bật cười một tiếng, cực kỳ phóng tình lườm Vũ Hạo một cái lên tiếng, lại mềm buộc chặt, tán gái rất là có thủ đoạn đó. Vũ Hạo tức giận rồi nói, đến lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tư nói đùa, nhanh giúp ta. Dứt lời, áo giáp trên tay quán lật lên, lộ ra tay phải của mình, cầm lấy tay trái của Vương Đông Nhi, hạ động lực nhanh chóng cầu thông, lưu chuyển trong cơ thể của hai người. Trong đôi mắt lấp lánh kim quang của Vũ Hạo cũng trở nên càng thêm sáng chói, tinh thần lực lượng càng lúc càng mạnh mẽ giống như là lợi kiếm đông thẳng về hướng xa. Ở thời điểm này, Vũ Hạo cũng không có thời gian che giấu tu vi tinh thần lực của bản thân, cường độ tinh thần tăng đến cực hạn, hóa thành một đạo ánh sáng vô hình hướng về phía phương xa tìm kiếm. Sau đó, mũ giáp của hắn cũng chuyển động, quét toàn địa hình ở trong phạm vi lớn. Diệp Quân Y từ phía sau đuổi theo tới, lập tức cảm giác được từ trên người của Vũ Hạo tản mát ra tinh thần lực lượng càng lúc càng mạnh, khiến nàng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Vuôn của nàng chỉ là thần thánh thiên sứ, đối với tinh thần lực lượng yêu cầu cũng cực kỳ cao, bởi vì vuôn của nàng không những có thể dựa vào quang minh lực lượng để tiến cấp, đồng thời còn có thể dựa vào tín ngưỡng lực lượng và tịnh hóa lực lượng để tăng phúc bản thân, mà những thứ này đều cần tinh thần lực lượng cường đại để khống chế. Bởi vậy, Diệp Quân Y luôn rất tự tin đối với tinh thần lực lượng của bản thân, nhưng lúc này giờ phút này ở trước mặt của Vũ Hạo, nàng lại phát hiện ra tinh thần lực lượng của mình không đáng kể chút nào. Tu vi của gia hỏa này rõ ràng chỉ chừng cấp bậc hồn đế, thế nhưng cường độ tinh thần lực lượng lại thâm sâu như biển cả, thật đúng là thâm bất khả trắc. Áp lực tinh thần kinh khủng so với cường giả cấp bậc phong hào đô la còn muốn cường thịnh hơn. Sau khi sử dụng quét qua toàn địa hình, Vũ Hạo cũng không có tìm ra được khí tức của Bối Bối và Từ Tâm Thạch, thế nhưng lại rõ ràng phát hiện ra một đại hội của đế quốc Nhật Nguyệt. Chi đại quân này trú đóng ở phía tây Minh Đô, vây quanh Minh Đô ở bên ngoài, trong đó còn có không ít hồn đạo sư mang theo hồn đạo khí, đội hình nghiêm chỉnh rõ ràng đang tùy thời chuẩn bị ứng biến. Vũ Hạo lúc này hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra kim quang chói mắt, chậm rãi nhắm lại, trên trán lại hiện ra một tia ánh sáng kỳ dị, vận mệnh nhãn phảng phất ẩn chứa ra thiên địa khí tức lặng yên mở ra, một hào quang màu tử kim như là hóa thành thực chất lập tức phun ra trong con mắt lọc dọc của hắn. Giữa tình huống đang toàn lực thi triển ra tinh thần lực lượng, nguyên bản hồn hoàn của Vũ Hạo luôn luôn thông qua hồn kỹ mô phỏng ẩn dấu cũng đã rốt cuộc hiện ra. Hồn hoàn màu trắng, tím và đen, năm cái hồn hoàn phối hợp với nhau màu sắc cực kỳ là hiện ra trên người hắn. Đúng vậy, đây chính là màu sắc hồn hoàn hiện tại của Vũ Hạo. Lời nói lúc trước của Thiên Mộng Băng Tầm đã từng nói với hắn cũng không có khoa trương, vì cái gì uy lực của linh mâu của hắn có thể trở nên cường đại như thế, chuyện này có liên quan cùng với tinh thần lực lượng của hắn không ngừng tăng lên, sau đó dung hợp với tinh thần cật nguyên của Thiên Mộng và sinh ra biến hóa. Hồn hoàn thứ nhất trăm vạn năm, hồn hoàn thứ hai thứ ba ngàn năm, hồn hoàn thứ tư thứ năm đều là cấp bậc vạn năm. Trong những hồn sư cùng đẳng cấp tuyệt đối là gần như không tồn tại. Hơn nữa trong tương lai không lâu, khi mà tinh thần lực lượng của Vũ Hạo lại tăng lên một cấp bậc, thì hồn hoàn thứ hai thứ ba của hắn cũng có khả năng tiến hóa thành vạn năm. Nhìn vào năm cái hồn hoàn trên người của hắn, Diệp Quân Y không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? 10 năm, ngàn năm, vạn năm và vạn năm, hắn là quái vật sao? Hắn vẫn là người bình thường sao? Hồn hoàn của hắn không phải là màu xám cổ quái sao? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Nên cuối cùng cái nào là chân thật, cái nào là giả? Hồn vương hắn vậy chỉ là có tu vi hồn vương, lại đánh bại bản thân mình là hồn đế. Chuyện này. Tình huống xuất hiện trên thân mình của Vũ Hạo đã triệt đề để lật đổ ra nhận biết đối với hồn sư của Diệp Quân Y. Trong lúc nhất thời, nàng càng lúc càng cảm thấy hứng thú đối với gia hỏa này, ngay cả tướng mạo đều không rõ ràng này. Vận mệnh nhãn cộng thêm tinh thần tham trác đã là năng lực dò xét mạnh nhất mà Vũ Hạo có khả năng đạt tới. Lúc này dò xét đơn hướng thậm chí có thể tiếp cận 7 cây số. Tinh thần tham trác chậm rãi quét qua, Vũ Hạo cảm thụ các loại biến hóa bên trong phạm vi tinh thần lực lượng đảo qua. Rốt cuộc trên mặt của Vũ Hạo toát ra vẻ mỉm cười, đã tìm được. Chúng ta đi, Diệp Quân Y, ngươi qua đây, đi theo bên cạnh ta, không nên vượt qua phạm vi 10 mét.
ta... Diệp Cô Y vừa muốn nói mắc gì ta phải nghe theo ngươi, thế nhưng mà vợ đã lôi kéo Vương Đông Nhi nhanh chóng chạy về phía trước. Hơn nữa trên thân mình của Vương Đông Nhi cũng sáng lên 6 cái hồn hoàn, một vàng, ba tím, hai đen, đồng dạng cũng là hồn hoàn siêu việt phối hợp tốt nhất. Một đôi cánh bướm xinh đẹp màu lam ánh kim từ sau lưng của nàng giãn ra, ánh sáng động lòng người càng khiến cho dung nhan tuyệt sắc của nàng không gì sánh kịp.